Chào cả nhà. Mấy bữa nay mưa hoài cả nhà ơi, mưa cả ngày không có đi chợ búa gì được hết trơn á cả nhà. Rồi thì ở trong tủ mình có một còn một ít tép đó nên mình lột vỏ sạch rồi nè các bạn. Thì trong cái chén tép này mình lột vỏ sạch rồi đó, thì mình có ướp muối, một chút muối thôi các bạn ơi, đừng có ướp nhiều muối quá nó mặn lắm. Hen, mình ướp muối cái hơi mình nấu canh vô rồi mình thấy nhạt thì mình nêm thêm, còn không ấy thì thôi các bạn ha. Ăn nhạt nhạt hay đừng ăn mặn quá các bạn ha. Ăn nhạt nhạt nó tốt cho sức khỏe. Rồi trong đây mình có ướp một chút muối, một chút tiêu với bột ngọt. Thì cái rau dền này là ở nhà mình trồng đó, mình ra ngoài lan can mình hái được mớ rau dền. Rồi xong rồi mình thấy cũng ít quá. Ăn riết muốn trụi, rau dền không có đi mà hái nó lá nữa. Giờ nó đang ra bông á, mình đang dưỡng dưỡng cái bông rau dền đó các bạn để nó thành hạt già đó, thì mình lấy mình trồng tiếp xuống. Nên trong tủ lạnh mình còn mấy trái bắp mình mua mấy bữa để mình nấu ăn sáng đó, thì mình lấy ra một trái bắp mình sẽ nấu canh chung với tôm với lại mồng tơi với bắp đó các bạn. Cái mình nấu canh mồng tơi với tôm hay rau dền rồi đó mình bỏ bắp vô á, cái trái bắp đó các bạn, bắp này là mình lấy ra mình cắt nó ra đó các bạn, mình vạt mình lấy cái hột nó ra đó, mình nấu nó ngọt cái nước canh của mình lắm các bạn ơi. Rồi giờ để mình đang ấy nước sôi rồi mình chia sẻ tiếp với các bạn nha. Các bạn ơi, nước cũng sắp sôi rồi, mình nấu đâu có khoảng lít nước rồi các bạn ơi ha. Cái nồi cạn xìu ở dưới nè, tại cũng có nhà mình cũng có ba người ăn tối, ăn buổi tối nay à, thành ra nấu ít nước thôi cho nó ngọt nước. Rồi bây giờ mình cho bắp vô trước đi các bạn. Mình thả bắp vô trước đi chút xíu rồi mình cho mồng tơi với tôm vô sau. Vậy cho cái bắp nó chín trước đi ha. Rồi ít phút nữa mình sẽ cho mồng tơi với, bây giờ mình đậy nắp lại đi. Ít phút nữa mình cho mồng tơi với tôm vô. Bắp chín rồi các bạn ơi, sôi lên là mạnh này ha. Giờ ta cho tôm vào đi, khói lên mạnh quá che ống kính luôn không thấy. Giờ ta cho tôm vào, tôm tươi này mình lột vỏ hết trơn rồi. Mưa gì mà sáng mưa chiều mưa, mưa hoài không có đi ra đi vô đi chợ đi búa gì được hết trơn á. Cũng hên bữa hổm mua còn mớ tôm nè, chứ mấy phải nấu với tôm khô rồi. Mà mồng tơi nấu với tôm tươi như vậy nó ngon hơn nấu với tôm khô. Chừng nào kẹt kẹt không có tôm tươi thì nấu. Giờ mình cho mồng tơi vô nha các bạn. Mồng tơi nhà chồng đó. Giờ đang dưỡng dưỡng cho hột nó lên đó, để cái hột nó già rồi có hột nó trồng tiếp. Ăn giết chuỗi lá lên không nổi luôn. Mình cho vô đây vài giọt mỡ heo đi các bạn, mở cho nó cái nồi canh của mình nó sống sánh một chút, chứ đừng cho nhiều quá. Tôm nó nhanh chín lắm, mình bỏ vô một chút vậy nó chín nè, chứ mình đun lâu quá trời nấu với bắp nó ngon quá các bạn ơi. Hồi đó ở dưới quê Mỹ Sương Sa Đéc cái dưới mình cũng ưa ăn canh này nè, nhà mình cũng trồng rau rồi đó, má mình có cái vườn rau gần bờ sông đó, cái trồng rau rồi đó, cái có rau gì vô nấu lấy đó ăn. Rồi để chút xíu chín rồi mình chia sẻ tiếp với các bạn nha. Rồi canh chín rồi đó các bạn, mình nêm dừa ăn đó bạn các bạn ơi, nhạt nhạt vậy nó ngon. Tôm với lại mồng tơi rồi nó ngọt nước, rồi thêm bắp nữa, canh bắp này ngon lắm các bạn ơi, bắp nấu với tôm tươi rồi ngon lắm nè.